trong 4 ngày diễn ra triển lãm chuyên ngành nội thất xuất khẩu do VIFA ASEAN tổ chức từ ngày 29 tháng 8 cho đến 1 tháng 9 năm 2023 tại triển lãm SECC 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 1.400 gian hàng của hơn 350 doanh nghiệp. Tại đây, Hale Việt Nam mang đến triển lãm một sản phẩm nhà ở di động, khách sạn lưu trú Solid Mobile Home làm từ container, được khách tham quan đánh giá cao về tính thẩm mỹ trong thiết kế và thi công hoàn thiện. Được biết, Hale Việt Nam là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nội thất với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội thất khách sạn, nhà hàng, resort, căn hộ cao cấp trong nước được đông đảo khách hàng lựa chọn. Để đưa sản phẩm của mình vươn xa với nhiều thị trường hơn, thì mô hình nhà ở di động Solid Mobile Home là một sản phẩm tối ưu được đông đảo khách quốc tế đánh giá cao và rất có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm sắp tới.